brush out my hair. Khi mà mình nói là tôi đang chải tóc, I'm brushing out my hair. I'm brushing out my hair. Cục rối tóc mình sẽ gọi là knot. Knot. So khi mà mình nói là tôi chải những cái cục rối ra, brush the knots out of my hair. Brush the knots out of my hair. Tức là tôi chải cái cục rối ra. I am brushing the knots out of my hair. Nếu mà mình có bím tóc thì mình sẽ gọi đó là braid. Braid. Mình tháo bím tóc ra. Take my hair out of braids. Take my hair out of braids. Còn khi mà mình để tóc xuông như thế này, chúng ta có thể nói hai cách như sau. Thứ nhất đó là have my hair down. To have my hair down. Thứ hai đó là to wear my hair down. To wear my hair down. Tôi không thường để tóc xuông khi ở nhà. I don't have my hair down when I'm at home. I don't have my hair down when I'm at home.